quyền bí nơi đây. Bây giờ nương bóng cờ Tây, mượn phần xác thịt tỏ bài thiệt hơn. Thương sanh chúng đời cơn giả lòng ta biết dình chúng tộc không có tấm giận hờn ba gia. Cười rồi khóc thiết tha liệu điệu vợ xa chồng bằng biểu thế lương. Chẳng cần trà miệng cho ba tánh biết đường chân tu. Nghe kể sấm như lu giấc mộng, lo chê cười hậu hồng ríu gian. Ý mình nhiều của giàu sang, phụ khinh tông tổ chẳng màng người xưa. Mặc ý ai ghét ưa, ghét lấy tâm thần xem xét thể nào. Sấm gian thì lo bản vàng, chữ nhô thế giới khắp tràn tới thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, bị hãm của báo ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình, vì bởi chẳng tu ham vui quyền quý giải ngu. Chữ sáng danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có nói thêm cho chúng quá yêu đời, viết tung ít câu, ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho càng mới hầu khôn ngoan. Đây sắp đến làm than khắp chốn diệt tu hành đầu tốn tiền chi. Này này lời lẽ ráng ghi, sao đây sẽ thấy việc gì trên mây. Tà tay đa sự làm điên khùng cùng tự lẽ
tròn ân nhân đời thời đưa đất nên phải làm kẻ mến người khinh người tâm trí thông minh người hung cứ mãi chống định với ta theo học của nông na ít tiếng làm nhiều điều xảo xuyến nhân tâm chữ dù ta học âm thầm ai là người trí để đất lúc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tờ biển mênh mông mới là sợ chết nước mông mà không may cứu bởi lòng ác gia đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Chư Phật cảnh dân tình kẻ tới mà ra đời nên bởi vì lời lẽ thẳng ngay cho nên chúng nó ghét bài phố thi thấy tăng chúng sầu bi giả một kể khuyên trần nước đỏ cùng làng xóm hương thôn vì hôm qua thấy nơi tồn lại ngu giải đạo đất người tu rằng lý mong cho người hậu trí làm làm thì ắt mang yêu làm xong vượt thôi qua đèo trong gai